Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách các bạn gõ tiếng Việt ở trên máy tính nhé, cho những các bạn mới bắt đầu đó, hoặc là người lớn tuổi và người già nhé. Đó, thì hôm nay thì trong clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ các bạn về các cái thao tác cơ bản khi mà các bạn gõ tiếng Việt ở trên máy tính nhé. Là một số thao tác rất là cơ bản thôi, cho những các bạn mới bắt đầu nhé. Đấy, và mình sẽ đi chậm và chi tiết một chút để các bạn dễ theo dõi. Rồi thì hôm nay là mình sẽ quay luôn cả màn hình và cả bàn phím các bạn nhé, để cho các bạn dễ theo dõi. Ở đây thì mình đang sử dụng một cái laptop Dell màn hình 15,5 inch các bạn này, bàn phím tương đối là lớn nhá. Đó thì về cái vấn đề mà sử dụng bàn phím của máy tính ấy, thì mình đã chia sẻ trong một số cái video trước rồi. Đấy, thì các bạn quan tâm có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, các bạn tham khảo thêm về cái cách sử dụng bàn phím của laptop này, máy tính bàn. Đó, về cách gõ tiếng Việt rất là chi tiết. Mình đã chia sẻ trong một số video trước nhé. Rồi, ở đây thì trong quá trình gọi tiếng Việt đến máy tính thì các bạn cũng giống như video trước thôi. Đó, chúng ta sẽ có 5 cái dấu chính nhé. Đó, dấu huyền này, dấu sắc, dấu nằng, dấu hỏi và dấu ngã này. Đấy, dấu huyền thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ F nhé. Chữ F đây các bạn này. Đó, và dấu sắc này thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ S nhé. Đây, dấu nằng thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ G. Chữ gì đây các bạn này. Và tương tự như vậy, dấu hỏi thì các bạn sẽ bấm vào phím có chữ R này. Đó, và dấu ngã thì các bạn sẽ bấm vào cái phím có chữ X nhá. Rồi. Ngoài ra thì còn các cái chữ cái đặc biệt, ví dụ như là O này, Ơ, Ư, Ê, Ở này, Á, D thì mình đã chia sẻ trong clip trước rồi nhá. Các bạn có thể truy cập lại các cái video ở trên kênh của mình, các bạn tham khảo thêm về cách gõ các cái chữ cái đặc biệt này. Khi các bạn gõ tiếng Việt ở trên máy tính thì các bạn sẽ gặp nhá. Rồi, ở đây thì mình chia sẻ các bạn về cái thao tác thứ nhất ấy, đó là cái vấn đề xóa xóa khi mà các bạn viết sai ở trên Word các bạn nhé. Ví dụ các bạn viết một cái từ nào đó mà nó sai, ví dụ như là ở đây có cái cụm từ là sử dụng máy tính chẳng hạn này. Đó thì ví dụ như đây các bạn viết thành chữ các bạn viết cái chữ là tính đúng không, thì các bạn viết thành chữ tỉnh chẳng hạn. Đó, chữ tỉnh chẳng hạn. Đó, chữ tỉnh thì nó sẽ sai đúng không, đáng lẽ là sử dụng máy tính, còn nếu mà sử dụng máy tỉnh thì nó sai. Vậy thì các bạn phải xóa cái từ này đi và các bạn phải viết lại nhé. Đó, thì khi mà các bạn gõ tiếng Việt trên máy tính ấy, cái từ nào các bạn viết sai thì các bạn phải xóa đi và các bạn gõ lại. Thì chúng ta sẽ xóa như thế nào? Thì đầu tiên là để xóa thì các bạn để con trỏ chuột đằng sau cái từ này. Ví dụ chữ tỉnh thì các bạn viết sai, các bạn viết lại thành chữ tính. Đó, thì các bạn để con trỏ chuột đằng sau này, đằng sau cái chữ chữ tính này. Con trỏ chuột nhẹ nhẹ đây nhá. Các bạn dùng chuột bạn bỏ đằng sau này. Và sau đó các bạn bấm vào cái phím Back ở trên bàn phím này. Cái phím Back là cái phím xóa nhé. Đó, cái phím Back là cái phím ở đằng sau dấu cộng các bạn nhé, phím đằng sau cái dấu cộng này này. Đây, cái phím có chữ là BACKSBACE, các bạn là nhấn, các bạn nhấn ở đây. Đấy, thì các bạn cứ nhấn liên tục thôi. Đó, các bạn nhấn này. Đấy, nhấn nhấn khi nào mà nó xóa hết cái từ này thì thôi. Đó, như vậy là nó xóa hết cái chữ tỉnh rồi, thì các bạn này viết lại chữ tỉnh đúng không. Chữ tỉnh thì T I này, N H này, là dấu sắc thì bấm chữ S này. Đó, thì chúng ta sẽ có chữ tỉnh. Đấy, như vậy là cái thao tác đầu tiên là xóa từ bị sai, thì các bạn sẽ bấm vào cái phím Back đó, để con trỏ chuột ra đằng sau cái từ đấy và bấm vào phím Back để khi nào mà xóa hết cái từ đó thì thôi. Đó, cái phím Back thì nó nằm đằng sau cái phím dấu cộng các bạn nhé. Rồi, cái thao tác thứ hai các bạn nhé, đó là xuống dòng. Đó, thì khi các bạn gõ tiếng Việt trên máy tính ấy, thì các bạn sẽ phải xuống dòng phía dưới. Ví dụ như cái dòng này các bạn viết hết rồi thì các bạn phải chuyển xuống dòng phía dưới để các bạn viết các cái chữ tiếng Việt mới, giống như khi các bạn này viết ở trên giấy đó. Khi các bạn viết trên giấy thì các bạn viết cái dòng phía trên hết rồi đúng không? Thì các bạn sẽ viết xuống cái hàng phía dưới. Thì ở trên máy tính cũng vậy, các bạn gõ hết cái hàng phía trên rồi thì chúng ta sẽ chuyển xuống cái hàng phía dưới. Đó, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn để con trỏ chuột ra đằng sau cùng của hàng nhé. Con trỏ chuột đang nháy đây. Rồi các bạn sẽ bấm vào phím Enter nhé. Rồi phím Enter. Cái phím có chữ là EN này, TER các bạn nhé. Cái phím lần lớn ở trên bàn phím đó. Đó, cái phím nằm cái phím có chữ là EN này, TER nhá. Rồi, các bạn nhấn bấm một lần thôi, bấm một lần vào cái phím Enter này thôi. Đó, thì ngay lập tức là cái con trỏ chuột nó nằm ở phía đằng sau, nó sẽ nhảy xuống phía hàng phía dưới để các bạn tiếp tục gõ cái hàng ở phía dưới tiếp theo. Đó, và sau hết cái hàng phía dưới này rồi các bạn lại tiếp tục bấm Enter để cho con chuột nó nhảy xuống cái hàng phía dưới này nhá, để các bạn viết những dòng tiếp theo nữa. Đó, gọi là xuống dòng khi các bạn soạn thảo văn bản. Rồi, sang cái thao tác thứ ba, đó là các bạn viết hoa toàn bộ chữ chữ tiếng Việt ở trên máy tính các bạn nhé. Đó, các bạn viết hoa toàn bộ luôn. Đó, thì để viết hoa
Khi các bạn có tiếng Việt ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái phím Caps Lock nhé. Caps Lock ở đây các bạn này. Cái phím có CABS này, LOCK. Đó, các bạn bấm vào cái phím này. Các bạn chỉ cần bấm một lần vào đây thôi. Đấy. Thì trong một số bàn phím ấy, thì nó sẽ có cái đèn LED các bạn nhé. Có cái đèn LED sáng sáng đây này. Đấy. Còn có một số bàn phím thì không có. Thì khi mà cái đèn LED nó phát sáng chứng tỏ là chúng ta đang chuyển từ cái chế độ viết thường sang chế độ viết hoa nhé. Đó, ví dụ bây giờ mình gõ này, mình gõ cái chữ là sử dụng đi. Sử dụng đi ha, thì nó sẽ chuyển thành viết hoa hết. U này. V kép R này. Rồi, cách này. Dùng là H D này, U N G này. Số nặng đúng không? Là gì? Đó, như vậy là mình đã chuyển từ viết thường sang viết hoa hết, đó là sử dụng. Đó, bằng cách là các bạn bấm vào cái phím Caps Lock nhá. Rồi mình viết tiếp này. Sử dụng máy tính đúng không? M A I dấu sắc này. Sử dụng máy tính. Rồi, cách này, tính này. S dấu sắc này. Đấy, như vậy là mình đã sử dụng máy máy tính. Rồi, bây giờ các bạn không thích viết hoa nữa ấy, thì các bạn sẽ chuyển sang viết thường đúng không? Chuyển sang viết thường thì các bạn từ viết hoa chuyển sang viết thường thì các bạn bấm vào cái kim Caps Lock này. Các bạn bấm một lần nữa thì cái đèn LED này nó sẽ tắt đi và chúng ta sẽ chuyển sang chế độ viết thường nhé. Đấy. Còn nếu các bạn bấm lần nữa thì nó lại sáng lên và chúng ta lại viết hoa. Cứ như vậy thôi. Đó, bấm so le như vậy. Đó, thì đó là cái cách viết hoa ở trên máy tính các bạn nhé. Rất là đơn giản như vậy thôi. Các bạn chỉ cần vào bấm vào phím Caps Lock là được. Rồi, sang cái thao tác thứ thứ tư. Rồi, như vậy là để chuyển từ viết hoa sang viết thường các bạn nhé. Từ viết hoa mà sang viết thường thì các bạn cũng làm ngược lại. Đó là các bạn sẽ bấm phím Caps Lock một lần nữa nhé. Đấy, các bạn chuyển cái phím Caps Lock này bấm một lần nữa thì nó sẽ cái đèn LED nó sẽ tắt đi và chúng ta sẽ chuyển từ viết hoa sang viết thường nhé. Đó. Còn nếu các bạn bấm lần nữa thì nó lại chuyển từ viết thường sang viết hoa, cứ như vậy. Tức là so le như vậy nhá. Thì các bạn chỉ cần bấm vào phím Caps Lock này để chúng ta viết chuyển đổi qua lại giữa viết hoa và viết viết thường nhá. Rồi sang cái thao tác thứ tư, đó là mình cũng chia sẻ lại các bạn luôn, đó là ví dụ như là chúng ta viết số ở trên máy tính, tức là khi chúng ta gõ tiếng Việt đó. Đó, ví dụ như là các bạn viết về ngày tháng năm sinh chẳng hạn ha. Cái đây là mình lấy ví dụ để làm demo cho các bạn thôi. Đó, ví dụ như chúng ta viết là ngày 20 tháng 5 năm 2000 năm 2000 chẳng hạn, ví dụ như ngày sinh như vậy nhá. Vậy thì ngày 20 thì chúng ta sẽ bấm vào phím số. Phím số thì các bạn sẽ bấm vào cái dãy phím số 2 ở trên bàn phím nhá. Dãy thứ nhất là có các phím F1 cho đến F12 này. Đó, cái dãy thứ hai thì có các phím số từ 1 đến 9 này và phím số 0 này. Đó. Thì các bạn bấm vào đây cũng được, hoặc là bàn phím của bạn nào mà nó có các cái phím số ở phía bên này. Đấy. Thì các bạn bấm phím bên phải giống như máy của mình đây chẳng hạn. Rồi, thì ví dụ bây giờ chúng ta sẽ bấm là ngày 20 đúng không? Ngày 20 thì các bạn sẽ bấm vào phím số 2 này, số 0 này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào cái phím dấu gạch chéo này để ngăn cách giữa ngày và tháng nha. Đó, chéo này. Đây là ngày 20 tháng 5 chẳng hạn. Vậy số nào không tháng 5 chúng ta viết là 0 này, 5. Đó, ngày 20 tháng 5 nhá. Tiếp theo là năm 2000 chẳng hạn thì tiếp tục bấm dấu gạch chéo ở đây. Đó, đó cái dấu gạch chéo đây các bạn nhé. Đấy nha. Rồi, năm 2000 thì chúng ta bấm số 2 này. 2000 thì chúng ta sẽ có 3 số 0 đúng không? Chúng ta sẽ bấm vào số 0 3 lần. 1, 2, 3. Đó. Vậy là chúng ta sẽ có cái ngày sinh là ngày 20 tháng 5 năm 2000. Khi các bạn viết ngày tháng năm sinh ở đây nhé. Đó. Rồi. Và cái thao tác thứ 5 nữa đấy là cái thao tác cũng rất là hay dùng, đó là các bạn là chuyển từ in chuyển sang in đầm các bạn nhé. Tức là các bạn chuyển từ viết thường sang in đầm chẳng hạn thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ví dụ như đây là mình đã chuyển chuyển sang cái in đầm này này. Ví dụ như là cái sử dụng máy tính này các bạn này. Đó là mình đã chuyển sang in đầm rồi đúng không? Đó, mình cho xuống dưới này đi. Đây. Bây giờ mình sẽ chuyển nó về viết dạng bình thường không in đầm nữa thì các bạn sẽ cho con trỏ chuột ra đằng trước này. Đây nha. Con trỏ chuột đây này. Các bạn nhấn vào dì chuột trái này để các bạn kéo rê con trỏ chuột này. Đấy. Rồi, khi kéo đây con trỏ chuột thì chúng ta sẽ bôi đen đi và các bạn sẽ bấm vào cái phím có chữ B đây này. Đây nha. Đây chữ B đây này. Đó, thì chúng ta sẽ chuyển sang viết bình thường không in đậm. Đó. Sử dụng máy tính. Còn nếu các bạn muốn in đậm thì các bạn hãy bấm vào chữ B nhá để chúng ta in đậm cái dòng này lên. Đó, chữ B là in đậm. Đó, các bạn bấm một lần thì in đậm mà bấm thêm lần nữa thì nó lại viết trạng thái bình thường, không in đậm. Đó, in đậm này. Rồi tiếp theo là in nghiêng, viết nghiêng. Thay vì các bạn viết sử dụng máy tính theo chiều thẳng đứng như thế này, các bạn có thể cho cái chữ này in nghiêng đi. Đó, thì các bạn cũng để con trỏ chuột đằng trước này. Đó, đằng trước chữ sử này nhá. Các bạn dây con trỏ chuột này các bạn để đằng trước này.
các bạn nhấn vào dịch chuột trái để các bạn bôi đen cả cả nhá, bôi đen tất cả cái dòng này luôn đó, các bạn bôi đen này. Rồi sau đấy các bạn sẽ bấm vào cái chữ Y đây, đó, chữ Y rồi này, chữ Y là in nghiêng các bạn nhé, chữ Y đây nhá, các bạn tích chuột vào đây đó, thì cái dòng chữ đó nó sẽ chuyển thành in nghiêng luôn, sử dụng máy tính là in nghiêng luôn nhá. Rồi các bạn bấm thêm chữ Y một lần nữa thì nó lại trở về cái trạng thái là chữ đứng nhá, đó, tích chuột trái hết nhá. Các bạn chú ý là hầu như là các cái thao tác khi các bạn sử dụng Word ở trên máy tính ấy, thì các bạn sử dụng chuột trái hết. Đấy, các bạn bấm một lần nữa thì nó sẽ trở về cái chữ chữ đứng. Đấy, bấm thêm chữ Y lần nữa các bạn này. Đó thì nó sẽ chuyển sang in nghiêng. Đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ gạch chân đúng không? Đó, trong một số trường hợp khi các bạn soạn thảo văn bản thì các bạn cần phải gạch chân đó, cái dòng chữ này. Đó, sử dụng máy tính. Thì bây giờ muốn gạch chân thì các bạn cũng để con trỏ chuột đã đằng trước, các bạn làm hoàn toàn tương tự như vậy. Các bạn sử dụng các cái thao tác này thì các bạn phải bôi đen hết. Đó các bạn để con trỏ chuột đang trước, các bạn nhấn vào dịch chuột trái nha, để các bạn kéo rê con chuột sang phải này. Đó. Và các bạn bấm vào cái phím có chữ U này. Đó, chữ U gạch chân ở đây. Đây các bạn nhé. Đây, chữ U đây này. Chữ U nằm đằng sau chữ Y đó. Các bạn tích chuột vào chữ U này. Đó. Thì cái dòng chữ này nó sẽ có cái gạch chân ở dưới. Đó. Thì trong một số trường hợp khi các bạn soạn thảo văn bản ở trên máy tính thì các bạn cần phải gạch chân hoặc là các bạn cần phải in nghiêng này. Hoặc là các bạn cần phải in đậm để các bạn làm nổi bật cái dòng chữ đó lên, hoặc là làm nổi bật cái nội dung đó lên. Đó, trong một số trường hợp các bạn nhé. À, như vậy thì mình vừa chia sẻ các bạn về năm cái thao tác rất là cơ bản ở trên máy tính các bạn nhé, dành cho các bạn mới gõ tiếng Việt lần đầu. Đó, thì để gõ tiếng Việt trên máy tính thành công ấy thì các bạn chỉ cần nhớ các cái thông tin, ví dụ như là các cái dấu đó, dấu huyền này, dấu sắc, dấu nặng, đó, dấu hỏi, dấu ngã này. Thì chúng ta sẽ nhớ các cái từ như thế này, đó là chúng ta sử dụng cái kiểu gõ Tay Lách nhá. Đó và các cái chữ cái đặc biệt O, U, E đó thì mình cũng đã chia sẻ rất là chi tiết ở các video trước. Đó để các bạn quan tâm có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, để các bạn tham khảo thêm về cách gõ các chữ cái đặc biệt và gõ thêm một số cái ví dụ về cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính nhé. Rồi, mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn là gõ tiếng Việt trên máy tính thành công nhé. Sau video này, bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Và mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.